Tổ chức lực lượng thành bậc thang 4 cấp, sử dụng cây dây cứu nạn cứu hộ lần lượt đưa lực lượng xuống để động viên số công dân đang mắc kẹt trong hang núi và lần lượt tổ chức cứu nạn từng công dân ngược lên đỉnh núi và đưa xuống núi an toàn.